Rồi sau đó nó xong đó khỏe, rồi khỏe rồi đi về khỏe nhà. rồi, về nhà được năm mấy rồi nó có cái mùa Covid, rồi nó bị Covid rồi nó bị. Rồi bao lâu phát hiện ra di căn ung thư phổi đây? Rồi đến cũng mấy tháng cứ thấy hồ mà nó mệt quá. Rồi đi lên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch khám. Khám rồi đến cả tháng nó mới ra bệnh được nữa rồi. Khám cả tháng mới ra bệnh được rồi nó mới cho điều trị được 10 tháng thuốc viên. 10 tháng thuốc viên thì nó bị kháng thuốc. Xong cái rồi nó lại chuyển sang truyền hóa trị. Mà cô vô được 12 lần rồi. Chuẩn bị đến mùng 4 đây nữa là mùng 4 đi khám thì đến mùng 5 là vô cái thứ 13, mũi 13. Bây giờ bác sĩ có chụp cách đây là vô được mấy là chu kỳ, hai chu kỳ rồi, bác sĩ có nói là giờ nó không giảm mà nó lại tăng. Nó lại bự. Nó không có giảm mà chỉ cầm cựa lại. Nó kéo dài thời gian. Nhưng mà cái gì của cái cháu đây ở gần nhà đó rồi chị nó thấy. Bệnh cũng lâu rồi, rồi chị nó mới xuống bữa chủ nhật nó chị tư vấn cho rồi chị kêu đi cái ông anh rể đó mới trị có 2,5 tháng mà hết rồi, bác sĩ cho về rồi mà không chịu về, xin ở thêm. Cái chị giới thiệu thì cô đi. Cái suy tủy xương do thuốc sau hóa trị đó là bác sĩ hiện tại có cho cô uống thuốc nào khác nữa không? Viên máu hả? Dạ. Viên máu thì từ cái khi mà cô về xuất viện về là ví dụ như thế, khi nào mà ăn kém quá thì chỉ có thiếu máu thôi. Thiếu máu thì cho toa cô ra ngoài cô mua một thằng lại cứ mỗi một lần đi đó là cho mua một tháng thuốc bổ. Uống có khi 1 tháng, khi 2 tháng thì đủ máu thì lại thôi. Chỉ có cái lần cô vô ba cái lần hóa trị đầu tiên là nó muốn vật cô muốn ngấm luôn á. Cô coi như là ngoài quê đã vào để thăm lần cuối rồi. Thế rồi đến cái mũi thứ tư nó cái trúng thuốc cái ung thư phổi đó. Và cái mũi thứ tư là vô được 3-4 ngày thì về thấy nó đỡ thì vô được 4 lần, lần thứ 5, lần thứ 6 một cái lại tái lại tiếp. Giờ là nó đang tái lại. Mà thắt đi cô mệt mà cô ho nhiều. Ho bị ói. Còn ói không? Giờ vẫn bình thường mà ví dụ như ăn uống mà nó buồn cái là cô ói là cô ho. Ho là ói. Hồ là hồ té đáy luôn. Lúc nào ho có đàm không? Cũng có lúc có đàm. Cũng có đàm chứ cũng không khan lắm. Cũng có lúc khan mà cũng có lúc có đàm. Có khi nào khạc máu không? Không. Cô từ khi bị ung thư phổi giờ không có lần nào khạc máu ra hay là ra cái màu hồng hồng hết. Không chỉ có cái nhớ trắng thôi. Sắp tới cô còn điều trị theo hóa chất nữa không? Ví dụ như giờ cô mà đi đây thì cô phải bỏ cái đứa đi. Ví dụ như thế cô xuống đây mà cô đã theo ở đây thì cô phải điều trị ở đây. Chứ cô mà ví dụ như thế nói là chỉ có đến mùng 4 thì là cô lại lên đi khám là mùng 5 là ta lại vô hóa chất cho cô tiếp. Nói như thế này nè cô. Khi mà mình mắc cái căn bệnh ung thư đó, đối với phương pháp Tây y đó là bác sĩ ta điều trị cho mình là phẫu thuật, hóa trị, xạ trị. Thì nếu như mà cô đang điều trị vô hóa chất á, mà đang đáp ứng thuốc tốt á, thì cô nên theo tiếp tục Tây y.
trừ khi nào mà phác đồ bác sĩ không còn áp dụng cho mình nữa, thí dụ như vô hóa chất mà không còn phù hợp với mình nữa đó, bác sĩ nói thôi giờ cô đi tìm thuốc nam cô uống đi, hoặc là cô đổi sang cái phương pháp điều trị từ điều trị thuốc hóa chất á, sang điều trị nâng cao tổng trạng, điều trị triệu chứng á, lúc đó không còn can thiệp thuốc hóa chất nữa đó, thì lúc đó mình mới đổi phương pháp. Ví dụ như ở đây thì các thầy chữa mình bằng phương pháp hỗ trợ điều trị bằng cháo nano, thảo dược nano của cha Nguyễn Văn Tường đó. Thì nếu như cô không còn điều trị Tây y nữa thì cô hẳn đăng ký ở đây. Nhưng mà giờ hiện giờ là rồi bác sĩ thì vẫn nói là cô đến đến mùng 2, mùng 3 này là cô phải đi chuyển tuyến rồi mới lên là với lại với nhập vô đưa vô cái chợ rẫy là cô lại điều trị tiếp Đúng đúng cái giới hạn là mùng 4 Dạ. tháng mùng 4 là cô phải Thì nó tháng như 1. thế này nè, trên nguyên tắc đó, nếu như cô chưa từng vào hóa chất đó, hoặc là cô không có điều kiện vô, hoặc là cái sức khỏe của cô nó không đủ đó, đủ để vô hóa chất đó, thì mình sẽ lựa chọn phương pháp điều trị ở đây. Còn nếu hiện tại mà bác sĩ đang có hẹn với cô nhờ cái ngày mùng 4 tới đó, thì cô nên tới đó để điều trị cho xong cái phác đồ điều trị tại Tây y đi, Nhưng mà rồi các thầy sẽ tạo điều kiện. cô chỉ sợ đi bác Dạ. sĩ này, cô chỉ sợ đi này. Giờ cái bệnh của cô là Dạ. nó vô hóa chất thì cô biết, nhưng mà mất cái toa thứ tư là vô hóa trị, thứ năm thứ sáu đến toa thứ bảy thì nó đỡ, nó không ho, nó bình thường, nó cô thấy khỏe. Đến một toa thứ chín là đến toa thứ chín vẫn còn được, đến toa thứ 10 là cô lại ho lại mệt rồi. Nhưng mà giờ cô mua thêm ba hai liệu trình là 12 liệu, mà giờ cô mệt mà cô ho nhiều, cô mệt lắm. Cô có cái bữa 14 tháng 12 đây thì cô có lên, cô cũng có khám bác sĩ điều trị của cô là cô có nói là làm sao mà thuốc vào mà cô mệt, cô ăn không nổi, cô ói quá thì cô mệt, cô ho, cô ói quá. Kiểu bác sĩ nói là cụ cô là cái cụ cô là nó bị kháng thuốc rồi, chỉ có cầm cựa lại cho cô thôi, chỉ cầm cựa lại cho cô ngăn ngừa lại để chặn ngày, gọi là chặn ngày chết lại á. Thôi Nói chưa như bác sĩ thì bác sĩ tư vấn cho cô đi. thì thôi nói vậy, thí dụ như mà cái phương pháp điều trị vô hóa chất á tại bệnh viện á nó không có đáp ứng cho mình, và nó tế bào ung thư nó Giờ là đã cụ kháng cô là trị. nói như nó là bác sĩ nói là bị kháng thuốc rồi, nhưng mà kháng thuốc từ cái tháng 10 đến giờ mới mà vô được một ba tháng, ba tháng mấy vô chưa được 4 tháng là nó lại tái lại, là cô lại hô mà vô đây là ba, cô vô 3 lần là nó lại hô, nó lại mệt. Là bữa vừa rồi là bác sĩ cứ 3 lần đến lần thứ tư là cho chụp chiếu lại một lần, thì bác sĩ cô có nói với bác sĩ là giờ cô mệt quá, cô mệt quá, rồi bác sĩ cứ hỏi giờ sao bệnh tình cô, sao cô thấy trong người sao, cô mệt quá mà cô hò, cô ói, cô hò té đái, là cô hò nhiều lắm, rồi cứ ăn hò hò ói hết là không có, cô mà cô mệt lắm, mệt mà lắm, lúc hò rồi ói thở không nổi luôn bác sĩ đó nè. Ở đây là phòng chẩn trị học cổ truyền, thầy ở đây là lương y không phải là bác sĩ. Thì phương pháp điều trị ở đây là các thầy sử dụng phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, là phương pháp ăn cháo nano, thảo dược nano đó. Nếu như mà mình đã không còn đáp ứng cái thuốc ở tại Tây y nữa đó, không còn vô hóa chất được nữa, theo cái sức khỏe cô mới vừa kể cho thầy nghe đó, thì các thầy sẽ nhận cô để áp dụng cái phương pháp ở đây, để thầy giới thiệu qua cái phương pháp của mình xem coi có phù hợp với cô không nha. Nếu mà phù hợp cô có thể cân nhắc để đăng ký, còn nếu cô cảm thấy không phù hợp, với gia đình cảm thấy còn do dự gì đó, thì mình chậm chậm chút, mình khoan hẳn đăng ký. Các thầy có nhiệm vụ là hướng dẫn cho mình cái công nghệ ở đây, cái phương pháp điều trị ở đây cho mình, còn cái quyền lựa chọn là ở nơi mình nha.
ở đây sử dụng cái phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Mình sẽ sử dụng cháo nano này. Nano thảo dược nano, nano của nhà nghiên cứu cha Nguyễn Văn Tường. Các thầy đang áp dụng cái phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư cháo nano, thảo dược nano của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Tường áp dụng cho mình ha. Thì cái thời gian mà các thầy giúp cho một bệnh nhân như vậy là trung bình là 3 tháng. 3 tháng. Trong 3 tháng này á, mình chỉ sử dụng cháo nano thôi. Có nghĩa là cô ăn xuyên suốt cháo nano đó. Cô không được ăn cơm, bún, phở, hủ tiếu hay là bánh canh hay mì gói gì hết. Mà mình tập trung mình ăn cháo. Đây là cái bệnh nhân của mình phía sau anh á. Là anh mà số mấy? Ba anh số mấy? 687. Đó thì có thể hướng dẫn cho cô thêm ha, tại vì đây là người quen với bệnh nhân. Thì khi mình vào đây mình ăn cháo nano trong 3 tháng đó thì tất cả những loại đạm động vật mình sẽ ngưng. Đạm động vật. Có nghĩa là không ăn đến đồ mặn. Không ăn đồ mặn. Đạm động vật. Đây. Đạm động vật là nó là nguồn axit. Axit. Nó là nuôi tế bào ung thư, nó tạo môi trường thuận lợi để nó nuôi tế bào ung thư. Nếu mình càng ăn cái nguồn này, cái tế bào ung thư nó sẽ phát triển lên, phát triển cái bệnh lý lên. Còn nếu như mình ngưng ăn lại, mình chuyển qua mình ăn những thực phẩm kiềm. Kiềm, bao gồm trong đó có cháo nano nè, rồi thuốc thảo dược nano nè, rồi cả rau xanh trái cây. Đây là cái nước kiềm tự nhiên nè. Thì cơ thể mình càng nạp kiềm nhiều á, nó loại bỏ đi cái axit trong cơ thể mình đi, thì tự động cái cơ thể mình nó chuyển hóa sang kiềm hóa. Thì lúc đó thì mình sẽ khống chế được bệnh ung thư. Chế bệnh ung thư. Đó là lý do tại sao mà ở đây các thầy cho mình ngưng ăn đạm động vật, ăn cháo nano. Cái phương pháp này rồi là bỏ đói tế bào ung thư nha. Để bỏ đói tế bào ung thư. Ung thư. Đây là phương pháp bỏ đói tế bào ung thư. Bỏ đói bằng cách nào? Là không cung cấp cái nguồn axit là đạm động vật để nuôi tế bào ung thư. Bên cạnh đó ăn cháo nano, cái lượng tinh bột, cái lượng đường nó vừa đủ để nuôi cơ thể. Nó cũng không cung cấp nguồn năng lượng cho tế bào ung thư phát triển. Thì trong thời gian 3 tháng này nè, cái bệnh lý của mình ít nhất là nó sẽ dừng lại. Nó không phát triển nữa. Hoặc là cao hơn chút là nó có thể nó giảm bệnh. Đó, đó là mục tiêu trong 3 tháng các thầy có thể áp dụng được cho mình. Với điều kiện là phải nghe theo các thầy nha. Dạ. Có nghĩa là trong suốt quá trình điều trị các thầy hướng dẫn cho mình. Dạ. Mình phải cố gắng mình bám sát vào đó, mình ăn. Dạ. Mình uống theo cái thảo dược đó, có gì khó khăn thì các thầy sẽ theo dõi mỗi ngày, kiểm tra sức khỏe để hướng dẫn giúp đỡ cho mình. Dạ. Thì ở đây các thầy giúp cho mình là không có lấy tiền, hoàn toàn miễn phí trong suốt quá trình điều trị. Dạ. Khi mình vào đây mình làm một cái đơn đăng ký nè. Đây cái nội dung mặt đầu là những cái thông tin của mình để các thầy nắm, để các thầy điều trị cho mình, hướng dẫn. Người thân bảo lãnh bao gồm là chồng, vợ, con cái hoặc cha mẹ. Thì ở đây là cô Dục là có người nhà là chồng, là Hà Nhân Tấn ha. Là chồng là đăng ký
chồng cũng ở lại nuôi luôn. Dạ. Cái quá trình mà nuôi bệnh á, thầy nói thêm, trong suốt quá trình nuôi bệnh của bệnh nhân của mình á, thì người nhà là chồng không được phép ăn đạm động vật đâu nha. Có nghĩa là mình cũng phải ngưng luôn. Bản thân bệnh nhân là ngưng ăn đạm động vật, còn người nuôi cũng phải ngưng ăn đạm động vật luôn, để mình động viên tinh thần của người bệnh mình. Ví dụ như bác Tấn có thể ăn cơm nè, ăn cơm, nhưng đạm động vật là không được ăn. Tránh đi. Thứ nhất là thèm. Thứ nhất là ví dụ mình ăn ở nhà trọ đi ha. Mình đem đồ ăn vô, thịt cá gì đó, mình ăn trước mặt bệnh nhân là bệnh nhân sẽ thèm. Nhưng vậy mình đi ra ngoài mình ăn có được không? Vẫn không được. Khi mà mình đi ra ngoài quán, hàng quán đi, mình ngồi mình ăn đi, nhưng mình trở về phòng mình á, mình thấy bệnh nhân ngồi ăn uống khiêm khem á, có ăn cháo không à, ăn rau xanh không à, mình thấy mình xót trong bụng lắm đó. Mà mình thấy vậy mình không có chịu nổi đâu. Chính bản thân bác Tấn á, không chịu nổi đâu. Khi mà mình ngưng ăn chung với người bệnh, mình sẽ biết cách để mình nấu nướng cái thực phẩm nào cho bệnh nhân của mình. Và bản thân mình ngưng ăn, mình mới nói, vợ ơi, cố gắng đi, anh cũng ăn giống em, em cố gắng em ăn ha. Thì tự động cô Dục ăn được, bác gái ăn được ha. Cho nên đó là lý do tại sao ở đây các thầy yêu cầu cả người bệnh và cả người nuôi cũng không được phép ăn đạm động vật. Để đảm bảo cái quá trình 3 tháng nè, 3 tháng chữa bệnh đạt kết quả. Chứ còn ví dụ như mình ăn ở đây mà mình đổi người nuôi khác tới, thì người nuôi khác tới cũng phải làm vậy. Còn mình về nhà mình ăn sao, mình tự do, các thầy không có can thiệp vấn đề mình người nhà ăn. Nhưng riêng mà mình đăng ký chăm sóc bệnh nhân của mình ở tại phòng khám này, ở tại nhà trọ này, thì bắt buộc mình phải ngưng đó. Khi nào mà mình đổi người nuôi khác lên á, ví dụ như anh chị em ruột hoặc là người thân con cái trong nhà đó, mình chuyển đổi cho những người đó lên, thì những người đó sẽ phải ngưng ăn này. Còn mình về nhà mình ăn gì đó thì các thầy không có can thiệp nữa. Riêng ở đây là phải như vậy. Trong suốt quá trình điều trị thì phải nhớ là phải thực hiện đúng cái nguyên tắc ở đây nha. Có nghĩa là các thầy hướng dẫn sao mình làm như vậy. Thì trong đó là cái đạm động vật là cái quan trọng nhất đối với bệnh lý của mình. Để mình ăn, càng ăn cái này vào nó phát triển bệnh ung thư. Cho nên các thầy bắt buộc phải loại bỏ tuyệt đối luôn. Hãy ăn sai là các thầy không chấp nhận bệnh nữa, mà các thầy trả hồ sơ, các thầy không chịu trách nhiệm. Thầy nghĩ cái vấn đề ăn uống nó không khó với mình đâu. Quan trọng cái sức khỏe đó. Còn cái chuyện này mình bỏ được mà. Ví dụ bỏ mà mình khỏe mạnh hơn, sức khỏe mình mỗi ngày mình cải thiện tốt hơn, thì mình cứ bỏ. Rồi sức khỏe mình cải thiện. Nhưng mà cô, ba cái đồ ăn cô cũng sợ lắm. Giờ cô thấy đồ ăn dầu mỡ, mình chiên hay cá thịt, cô đâu ở nhà chứ cô đâu có ăn. Cô cứ ăn vơ, ăn vĩnh. Cho nên là cái này là cái mà công trình khoa học mà cha đã nghiên cứu tới 20 năm lận. Cha nghiên cứu 20 năm cho thấy nó không phù hợp với mình, nó phát triển cái bệnh lý của mình. Cho nên cha đưa ra cái phương pháp này. À, nếu mình càng ăn nó là càng phát triển, cho nên cô cứ tin tưởng vào điều này mà cô áp dụng thôi. Nha. Rồi thầy nói thêm, trong suốt quá trình điều trị thì mặc dù là mình đăng ký ở đây đó, nhưng mà mình có quyền ngưng bất cứ lúc nào. Ví dụ như mình 3 tháng ở đây mà mình không hoàn thành được 3 tháng mà mình muốn xin về, mình muốn trở về Tây Y điều trị, mình muốn tới nơi khác điều trị, hoặc là mình không muốn điều trị nữa, mình có quyền ngưng. Báo với các thầy, tôi muốn ngưng. Không bắt buộc. Không bắt buộc. Cái ngày đầu tiên mình vô đây là mình tự nguyện vô, chứ các thầy không ép mình tới đây. Các thầy chữa miễn phí mà ép mình làm gì? Chỉ là các thầy muốn gìn giữ công trình khoa học của cha. Thầy thì tư vấn về những người còn bệnh nhân, ví dụ như người mà ta theo, tôi cảm thấy không có tiến triển nên là người ta tự rút được. Dạ đúng rồi. Các thầy không có can thiệp đúng không? Đúng rồi, không can thiệp. Hoàn toàn không có ép buộc bệnh nhân. Nói chung là cũng như thầy nói là tự nguyện đến. Dạ. Là bây giờ nếu tự nguyện đến mà không thấy đáp ứng thì tự nguyện đi luôn. Nhưng mà phải báo với các thầy nha, để các thầy đóng hồ sơ, các thầy không chịu trách nhiệm với mình nữa, và các thầy tập trung lo cho người khác. Dạ, thì giả thử mà ví dụ như thầy không đến đây trị nữa thì cứ phải đến báo với thầy một tiếng là giờ
ví dụ như thế cô giờ cô không thấy đáp ứng thì cô ngưng. Dạ đúng rồi, có quyền ngưng. Dạ. Nếu cảm thấy nó không phù hợp mình, nó vẫn dạ. còn bệnh lý nó còn nặng hơn hay gì dạ. đó, mình có quyền ngưng, xin ngưng ha. Dạ. Kể cả cô, kể cả chú, kể cả những người thân khác trong gia đình của mình cũng vậy. Dạ. Mình muốn ngưng là mình cứ, cứ báo. Được phép báo. Nhưng mà các thầy có quyền từ chối mình bất cứ lúc nào nếu như bản thân mình làm sai. Ví dụ như mình tới đây mình gây rối trật tự, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cái phác đồ điều trị của người khác, hoặc là bản thân mình ăn sai phác đồ đi, mình không có thực hiện đúng, các thầy vẫn có quyền từ chối mình, không tiếp nhận nữa nha. Ví dụ như cô vô đây mà cô lừa gạt, hoặc là cô trốn ăn mặc, trốn ăn chay, ăn sai phác đồ đó rồi các thầy chữa không được, các thầy cũng từ chối được. Nhưng mà khi mà mình tới đây rồi thì cái điều quan trọng là hai bên đã thống nhất với nhau, các thầy cố gắng bằng cái phương pháp điều trị và bản thân mình tự nguyện thì không thưa kiện, không chi cứu, không bồi thường nha. Đó là cái điều mà cái cam kết ngay từ đầu. Bây giờ nếu mà cô chú với mọi người đồng ý hết rồi thì sẽ ký vào cái tờ đơn này, hoàn thành tờ đơn này ha. Rồi các thầy sẽ nhận bệnh.